FPT Shop Channel xin chào các bạn. Đây là video thứ tư mà Duy Anh ngồi review tablet với các bạn đây. Và nếu như các bạn muốn xem ba chiếc tablet kia là gì thì hãy có thể tham khảo qua link mà Duy Anh đặt ở ngay đây nha. Chiếc tablet lần này thì chỉ có giá trên 3 triệu thôi, nhưng mà có nhiều điểm hay ho đang chờ đợi các bạn. Hãy cùng Duy Anh khui hộp và đánh giá chiếc Samsung Galaxy Tab 3V. Chiếc hộp của chiếc Tab 3V thì cũng tương tự như Tab 4, dạng giấy cứng vân gỗ. Có lẽ Duy Anh là người thích đơn giản, cho nên khi nhìn thấy những hình ảnh và thông tin của máy cũng như là thông tin nhà sản xuất được đặt cả mặt trước lẫn mặt sau hộp, làm cho cái thiết kế hộp nhìn có vẻ không được tinh gọn và bắt mắt cho lắm. Bây giờ mở hộp ra, các bạn sẽ thấy chiếc Tab 3V được đặt trong giấy lụa khá quen mắt. Nếu như các bạn có xem video review Tab E và Tab S2 mà gần đây Duy Anh làm, phụ kiện của máy lần này cũng đơn giản và truyền thống. Chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng, một cục sạc, một cáp sạc, cơ bản và đủ dùng rồi các bạn ạ. Trên tay Duy Anh bây giờ là chiếc Samsung Galaxy Tab 3V màu đen. Chắc nhiều bạn nhìn vào sẽ đánh giá ngay là viền máy tại sao mà dày như vậy. Nhưng mà mình nhận thấy đây là một thiết kế rất là khoa học của Samsung, giúp cho tay cầm chắc máy nhưng vẫn không chạm phải màn hình. Với thiết kế nguyên khối từ nhựa khá là nhỏ gọn, nếu như các bạn mua về cho trẻ con trong nhà sử dụng thì cũng được thôi. Tại vì việc cầm nắm bằng một tay, hai tay sẽ rất thuận tiện mà vẫn giữ được hiển thị 7 inch trọn vẹn của cả màn hình. Ở mặt trước của máy thì chúng ta có loa thoại và camera trước. Đây là một nâng cấp so với dòng Tab 3 Lite trước đây, không hề có camera trước. Phía dưới chúng ta có 3 phím điều hướng của Samsung. Phím Home được làm hơi lồi lên và cảm giác bấm nhẹ nhàng và cao cấp. Hai phím đa nhiệm và back được đặt cân đối ở hai bên, nên các bạn có thể thao tác dễ dàng và không lo bấm nhầm hai phím này dù không có đèn nền ở phía sau. Mặt lưng của máy làm từ nhựa giả da hơi sần nhẹ lên một chút, cho nên các bạn sẽ không lo mồ hôi hay dấu vân tay bị bám vào. Và chỉ có một chi tiết là camera phía sau và là ngoài nằm gọn phía trên mà thôi, không có flash nha các bạn. Ở cạnh phải ta có phím nguồn và tăng giảm volume. Phím bấm thanh gọn, độ nảy tốt và ở vị trí dễ bấm. Ở cạnh dưới là mic giúp hỗ trợ đàm thoại cho các bạn. Cho nên tablet này không chỉ dùng để chơi game, xem phim mà còn có thể xem như là một smartphone cỡ bự, tha hồ gọi nhắn nha các bạn. Cạnh trái ta có hai khe SIM và micro SD. Ở cạnh trên cùng là jack tai nghe 3.5 và cổng sạc micro USB. Nói chung thiết kế của máy ở mức khá tốt trong cùng phân khúc giá tầm trung. Máy tuy không mỏng lắm nhưng mà khá nhẹ, chỉ hơn 300g thôi, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng thời gian lâu mà không bị mỏi tay. Màn hình TFT của Tab 3V là 7 inch nhưng độ phân giải chỉ ở mức chấp nhận được là 1024x600. Màu sắc hơi bị nhợt nhạt một chút và góc máy không được rộng. Khi các bạn nghiêng máy sẽ phát hiện được là màn hình tối đi khá nhanh. Thực ra thì điều này cũng khá là hay khi các bạn sử dụng máy và không muốn người bên cạnh nhìn vào thấy được bạn đã làm gì. Với diện tích Win của máy thân thiện với người dùng và rất quen thuộc, ở màn hình chính bạn có thể tùy chỉnh và sắp xếp cái icon cũng như thêm những widget mới vào rất là dễ dàng. Ở góc trái của màn hình bạn sẽ nhìn thấy một icon, đây là shortcut giúp cho bạn tới được các file nằm trong chiếc tablet này, giúp cho việc tìm kiếm và thao tác dễ dàng hơn. Máy được trang bị chip lõi tứ xung nhịp 1.3GHz, RAM 1GB, giúp cho việc xuyên phim, lướt web và chơi game bình thường rất là đơn giản và thoải mái. Trừ khi bạn nào mê chơi game đồ họa đỉnh cao thì có thể nói là hơi hành Tab 3V một chút đó. Hơn nữa với bộ nhớ trong 8GB và có hỗ trợ thẻ nhớ tới 32GB thì việc tải game và tải phim về máy thì rất thoải mái các bạn ạ. Máy sử dụng hệ điều hành Android 4.4 KitKat và hỗ trợ đa nhiệm nhiều cửa sổ, cho phép các bạn chia đôi màn hình rất mượt mà. Nếu như các bạn muốn tìm ứng dụng nào được hỗ trợ đa nhiệm cửa sổ thì chỉ cần vuốt từ tay phải qua hoặc là nhấn giữ phím back là thấy ngay. Pin của Tab 3V là 3600mAh, tùy thuộc vào mức độ sử dụng mà các bạn sẽ thấy con số này nhiều hay ít. Nhưng mình nhận thấy là dung lượng này đủ xài cho các tác vụ nhẹ nhàng. Còn nếu coi phim liên tục thì sẽ không duy trì được lâu lắm đâu. Bộ đôi camera của chiếc Tab 3V này đúng nghĩa là couple nha các bạn. Cùng là 2 megapixel cả camera trước lẫn camera sau. Tuy không phải là con số lớn nhưng máy sẽ giúp cho các bạn ghi lại khoảnh khắc trong ngày. Và tablet này hỗ trợ các bạn điều chỉnh cân bằng trắng và các chế độ đo sáng. Và có một điểm còn thú vị là các bạn có thể chuyển phím tăng giảm âm lượng thành phím zoom in, zoom out, rất là tiện lợi. Máy hỗ trợ Wi-Fi và 3G. Hơi tiếc là chưa có 4G LTE. Hiện nay thì chiếc Samsung Galaxy Tab 3V có giá 3.490.000 đồng, được bán tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc. Đây là mức giá phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt và phù hợp với mức thu nhập của đa số người dùng. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới. Đừng quên like và subscribe video này cũng như là FPT Shop Channel để cập nhật những video mới nhất từ chúng mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.